sáng ngày 12 tháng 7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thông tin, vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 11 tháng 7, Tổ công tác phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang tổ chức mật phục tại tuyến đường liên xã thuộc địa phận đội 3, thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thì phát hiện một đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Sau khi khống chế bắt giữ, tổ công tác phát hiện trong túi buộc sau xe máy của đối tượng có 20 bánh hình hộp chữ nhật. Bên trong có các gói ni lông màu xanh chứa các viên nén màu hồng mang ký hiệu VKY, nghi là ma túy tổng hợp, với số lượng 112.000 viên. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Giàng A Cở, sinh năm 1996, trú tại bản Trung Xua, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp, đối tượng vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ danh tính, từ khu vực biên giới thuộc địa phận xã Na Tông đến trung tâm xã Núa Ngam, huyện Điện Biên.